Các bạn khán giả quý thính mến, đây là sân vận động Hàng Đẫy ở thủ đô Hà Nội. Chúng ta cùng đến với trận đấu ở vòng đấu thứ 24 của bóng đá vô địch quốc gia. Đường truyền là của Việt Phong. Không có lối việt vị. Bruno dứt điểm từ xa, không được. Mặc dù đã lọt vào khu vực 16m50 của đội khách, nhưng hướng tiếp cận trách biệt phía cánh trái đã khiến cho cự ly dứt điểm của Bruno không phải là quá tốt, chưa phải là một cú dứt điểm tầm gần. Và đó rõ ràng là một pha bóng đòi hỏi tiền đạo người Brazil cần phải có lực dứt điểm tốt hơn. Rất nguy hiểm và tỷ số đã được mở cho BKB Bình Dương. Một tình huống phản công rất lạnh lùng của đội khách BKB Bình Dương và họ đã có bàn mở điểm. Người ghi bàn có thể là cầu thủ mới được gọi vào thành phần thi đấu của đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung tới đây, Tô Văn Vũ. Bàn thắng mở tỷ số của đội khách sẽ đẩy đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Hoài Biên ở vào một tình thế khó khăn hơn. Tình thế ở phía dưới của xếp hạng vào lúc này là không hề đơn giản đối với bất cứ một đội bóng nào. Dường như đó là một tình huống phối hợp có lỗi việt vị của đội bóng áo xanh. Wander Luiz là người đã dùng ngực chuyền bóng và cầu thủ ghi bàn là Tiến Linh chứ không phải là Tô Văn Vũ. Bàn thắng thứ 5 của Tiến Linh ở mùa giải năm nay khiến cho Viettel tụt xuống một bậc. Tức là họ giờ đây chỉ còn đứng trên hai đội bóng là Sana Khánh Hòa và Thanh Hóa. Rất nguy hiểm, cú đá căng của Đức Chiến. Pha can thiệp của Đức Cường đã khiến cho trái bóng dội sang ngang rồi bật ra ngoài. Ở chặng đường đã qua của mùa giải thì Đức Chiến cũng đã có được một bàn thắng từ một tình huống dứt điểm từ xa, bàn thắng vào lưới của Than Quảng Ninh. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm của Đức Chiến. Tiến Linh rất nguy hiểm. Cú chạm bóng của Wander Luiz. Một pha bỏ lỡ tương đối đáng tiếc của số 10 bên phía BKB Bình Dương. Ngọc Sơn và Bùi Tiến Dũng đã chơi không thật sự ăn ý. Có được những hy vọng và phần còn lại của trận đấu chắc chắn là cầu thủ chủ nhà sẽ cố gắng hơn rất nhiều. Minh Tuấn, tiếng còi đã cất lên, sẽ là quả penalty. Cú đá của Quế Ngọc Hải đã đưa trái bóng vào cánh tay của Hồ Sĩ Giáp, có thể là như vậy. Một chiếc thẻ vàng được rút ra, đó là thẻ vàng dành cho Nguyễn Hữu Đông Triều. Trần Hữu Đông Triều, vâng, người đang chơi vị trí tiền vệ trung tâm của BKB Bình Dương phải nhận thẻ. Với pha quay chậm vừa rồi thì Thanh Long là người bị coi là đã dùng tay chơi bóng, và ở pha quay chậm vừa rồi thì mọi chuyện đã tương đối rõ ràng, có vẻ như đó là pha bóng mà trọng tài điều khiển trận đấu này ông Trương Hồng Vũ đã xác định một tình huống cố tình dùng tay chơi bóng, có lẽ là không thật sự chính xác. Nhưng với đội chủ nhà thì đây rõ ràng là một cơ hội để họ lấy lại nhiều điều mà họ đang chờ đợi. Quả phạt đền của Bruno vẫn có bàn thắng cho Viettel, dù đó là pha bóng mà Đức Cường đã đoán hướng và chạm tay vào bóng. Bàn thắng thứ 9 của Bruno ở V-League 2019. Gánh nặng tâm lý dường như đã được giải tỏa. Có lẽ là như vậy với bàn thắng gỡ hòa vừa rồi trên sân vận động của Bruno. We'll be right back.
nếu không có điểm trong trận đấu này, nếu thua ở trận đấu tại vòng đấu 24 này thì Viettel sẽ ở vào một tình thế cực kỳ khó khăn. Chúng ta vừa được xem lại bàn thắng của Bruno. Trần Đức Cường, một thủ môn dày dặn kinh nghiệm của BKM Bình Dương đã chơi tốt kể từ đầu trận và pha bóng đối đầu với Bruno. Cầu thủ gốc Nghệ An cũng đã thể hiện được rất nhiều bản lĩnh của mình, nhưng đáng tiếc là anh đã không thể ngăn chặn được cú đá của chân sút người Brazil. Bóng đã có bàn thắng cho Viettel. Pha tung bóng của Bùi Tiến Dũng. Quả bóng rất ngẫu hứng của người đá băng đội trưởng bên phía đội bóng áo đỏ. Và tình huống dũng mãnh vừa rồi của số 4 đã giúp cho đội chủ nhà vượt lên. Bàn thắng thứ 3 của Bùi Tiến Dũng ở V-League 2019 và đây chắc chắn một bàn thắng cực kỳ quan trọng. Nó giải tỏa rất nhiều điều cho câu lạc bộ Viettel. Sẽ có thẻ phạt dành cho Tiến Dũng sau hành động cởi áo ăn mừng bàn thắng này. Nhưng một thẻ vàng vào lúc này đâu có nghĩa lý gì. Rõ ràng là khoảnh khắc vừa rồi rất quan trọng với cá nhân Tiến Dũng cũng như toàn thể đội bóng ở một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Trần Đức Cường, một người đã chơi đầy cố gắng, chơi rất hay trong trận đấu này, đã không thể có được một phản xạ kịp thời trước một tình huống cực kỳ dũng mãnh của Bùi Tiến Dũng. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của Bùi Tiến Dũng. Giang Clesio là người đánh đầu chuyền bóng vào trong. Bóng nảy đập đất và Tiến Dũng đã vung chân kịp thời. Bàn thắng là chính xác. Sau khi dội ra ngang, bóng đã đi ra phía sau đường biên ngang cuối sân. Các trọng tài đã làm chính xác nhiệm vụ của mình. Các trung vệ của BKM Bình Dương đã mắc một sai lầm chết người khi họ để trái bóng nảy trong khu vực 16m50. Rõ ràng đó là một pha bóng mà những chàng trai trẻ như Hồ Tấn Tài cũng không có được đầy đủ một giải pháp đủ kinh nghiệm để đấu, mà họ cần phải thể hiện bản lĩnh. Cầu thủ Viettel đã thể hiện được. Họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn để lội ngược dòng tính cho đến lúc này. Một pha chớp thời cơ của cầu thủ BKM Bình Dương, Hồ Sĩ Giáp. Rất nguy hiểm. Tỷ số được cân bằng 2-2 cho BKM Bình Dương và rõ ràng đó là pha bóng mà một lần nữa kinh nghiệm thi đấu lại không được thể hiện một cách đúng lúc đúng chỗ của đội chủ nhà. Họ đã để cho đối phương tận dụng trong một tình huống có thể nói là rất không đáng có. Lại là pha ghi bàn của Tiến Linh. Các trọng tài đang hội ý. Phản ứng của các cầu thủ áo đỏ là khá quyết liệt với tình huống để cho đội khách được phát triển trái bóng trong đợt tấn công. Trận đấu sẽ tiếp tục trở lại với quả phạt dành cho câu lạc bộ Viettel ở khu vực giữa sân, đúng ở khu vực mà Hồ Sĩ Giáp đã tranh chấp có lỗi với Bùi Tiến Dũng.